Chào bạn, mình là Quốc. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn về hai bộ đĩa nhạc mà mình đã mua vào tháng trước tại cửa hàng Gamer. Thì bộ đĩa đầu tiên là bộ đĩa Gotobino Ego nè. Nó gồm những bài hát trong phần tuần trăng mật sắp được chiếu trên TV sắp tới á. Còn đây là bộ đĩa kỷ niệm 5 năm anime đã phát sóng. Thì đây bài bộ đĩa Gotobino Ego là những bài hát mà trong cái bộ phần tuần trăng mật sắp sắp chiếu trên TV á, thì mình đã mua bản đặc biệt ở cửa hàng Gamer có những phần quà. Thì đầu tiên nó là đĩa đĩa nhạc và cái hộp. Đây đây là mặt trước và đây là mặt sau. Thì bộ đĩa này gồm có 9 bài hát, cũng không phải 9 bài đâu, 9 bản nhạc. Trên bản nhạc thì trong đó có 3 bài hát. Bài đầu tiên là Gotobino Ego là bài opening. Bài thứ hai là Memories là bài ending. Và bài thứ ba là Kagayaki da Star Watashi Tachi là bài insert song á. Còn lại là những cái bản ngắn hoặc là bản không lời. Thì tổng cộng có 9 bản. Và đây là món quà thứ hai. Món quà từ cửa hàng món quà đầu tiên đây là món quà đầu tiên từ cửa hàng Gamer là Mini CKC nè. Nó lấy ảnh họa từ cái bìa của cái bộ đĩa này luôn. Rồi. Và thứ ba là tranh treo tường kích thước mấy đây, đây là tranh treo tường kích thước A3. Là tranh treo tường kích thước A3. Thì cũng là cái hình ảnh của cái minh họa cho bộ đĩa đó. Rồi, thế là bộ đĩa này chúng ta sẽ có 3 cái, một là đĩa, hai là CKC và ba là tranh treo tường kích thước A3. Rồi. Và phần cuối là khui đĩa. Thì đâu rồi? Khui cái gì đây? Không thấy chỗ xé luôn. Chỗ xé đâu ta? Họ không làm cho chỗ xé luôn ta. Rồi không có chỗ xé. Vậy. Tôi xé tay vậy. Thường những cái bộ đĩa này nó hay có một cái phần nào đó để giúp người ta xé ra mà. Phần này không có à. Đây là đĩa, mình sẽ mở nó ra nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái đây cái bìa nè, bìa và kèm theo đó là cũng là lời của bài hát. Đây, là có 3 bài: Gotobino Ekao, Memory và Kagayaki da Star Watashi Tachi đó. Có đây là bài hát nè. Còn đây mặt sau là danh sách những người đã tham gia thực hiện ba bài hát này. Rồi, thứ hai là cái phiếu nút thăm. Nếu bạn trúng cái phần quà phụ thì nếu mua hai bộ đĩa này thì hai bộ đĩa sẽ mỗi bộ đĩa sẽ có một cái phiếu và ghép hai phiếu này lại lấy mã code thì có thể đăng ký thêm những phần quà phụ nữa. Phần quà phụ thì các bạn tự tìm hiểu nha. À đây nè, nó đây nè. Đây là phần quà phụ, còn đây là phần quà riêng của cửa hàng Kanime. Tiếp theo là đĩa, thì chúng ta chỉ có một cái đĩa duy nhất thôi. Nhấn vào giữa thì cái đĩa nó sẽ lấy ra được. Đó. Và cái bộ đĩa chúng ta chỉ có nhiêu đó thôi.
Rồi, chúng ta có đĩa mini CKC và tranh treo tường kích thước A3. Rồi, thì mình sẽ để nó qua một bên. Cái này bỏ đất đi. Rồi, tiếp theo là bộ đĩa kỷ niệm 5 năm anime được sản xuất. Thì bộ đĩa này mình mua hết 12.000 yên, cũng tại cửa hàng Gamer. Đây là cái bản đặc biệt nha. Bản đặc biệt có kèm theo nhiều phần quà nhất, và đặc cũng là đắt nhất. Họ gói cho mình rất kỹ. Rồi, ok. Tát thì mình sẽ dục đại vào nó đi, tí nó dọn. Đây, thì xem là chúng ta có những gì nè. Trong phần giới thiệu thì họ bảo là bộ đĩa chính nè. Đây là phần quà. Phần quà cũng là một bức tranh treo tường và standee. Đây. Và bót cạc cũng như sticker kèm theo. Rồi, chúng ta đầu tiên mình sẽ mở cái phần gọi là Best Album kỷ niệm 5 năm Gift Edition. Mình sẽ mở nha. Để xem. Đây. Đây là cái phần bìa hộp nè. Đây là như kiểu hộp quà tặng á, hộp đây là những lời chữ quà tặng và có tên đây. Nakano, nhà Nakano và nhà Uesugi. Nó như một cái hộp quà tiệc cưới vậy đó. Để xem xé mở ở đâu ta. Này không có chỗ xé à. Xé tay. À có đây. Đây. Rồi mình sẽ mở hộp ra. Hộp thì mình sẽ để qua một bên. Rồi. Đây chúng ta có một cái phong bì. Nó như là một cái thiệp cưới vậy đó. Không biết bên trong nó có gì không, hay là nó chỉ à có đó. Rồi mình sẽ gỡ nó ra nha. Cái này mình không muốn xé cái kia ra, cho nên là không muốn xé tháo dây này ra, cho nên là mình sẽ rút ra từ từ. Đây chúng ta có gì? Đây là tờ giấy tóm tắt những thứ được có trong cái hộp này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có of ceremony. Rồi jacket, art book, art set, interview book. Đây là 5 thứ sẽ có trong cái hộp này. Và mặt trong nó là đĩa. Thì nội dung của từng cái đĩa, chúng ta sẽ có 3 đĩa. Đĩa 1 sẽ có 15 bài hát, là những bài mà bài hát chủ đề ngày xưa ấy giờ đó, là Gotobin no Kimochi, rồi Sai, rồi Gobin no Ichi, Kurekara no Gotobin, Gotobin no Katachi, các thứ. Nói chung là những bài mà mở đầu và những bài kết thúc của anime á, và những bài insert song mà trong anime luôn á. Rồi đĩa 2 là character song, là những bài hát về nhân vật. Và thứ ba là những cái music video collection Blu-ray á, là những cái bản nhạc mà có kèm theo video mà minh họa. Video thường là nội dung cho anime để minh họa.
Thì đó là cái đầu tiên là cái tờ giấy ghi nội dung trong cái này và được trang trí như là một cái thiệp vậy, như một cái thiệp cưới vậy. Mình không đó nữa, mình chưa đi đám cưới Nhật bao giờ cho nên là mình đoán vậy thôi. Nãy giờ cũng là mình đoán thôi chứ mình không biết thiệp này gọi là cái gì. Mình nghĩ nó là thiệp cưới thôi. Thứ hai nó có gì đây? Cái này là trong này à? Cái này nhét chỗ này rồi, thôi bỏ. Thôi. Một cái tờ giấy chặn lại. Thứ ba là bên trái chúng ta có gì đây? Bên trái chúng ta là hộp đĩa. Hộp đĩa kỷ niệm 5 năm anime phát sóng. Thì trong này nó có 3 đĩa nha. Đây, nó có 3 đĩa nè, đĩa 1, đĩa 2, đĩa 3 thì nội dung nãy mình nói rồi đó. Đây là cái hộp ngoài. Đây là cái hộp trong. Đây là có một cái hộp to luôn rồi đấy. Phải không ta? Để xem mở cái gì. Mở cái gì ta? Bể luôn đó. Nó như quyển vở, thiết kế như quyển vở. Đây là đĩa đầu tiên là những bài hát chủ đề, những bài opening và ending các thứ trong suốt những đợt anime vừa qua. Họ ghi đây, đĩa những một nè. Rồi, đây chúng ta có một cái nốt, một cái quyển sổ nhỏ. Quyển sổ nhỏ này là ghi lời bài hát nha. Lời bài hát của từng bài luôn á. Thì nó cũng không có gì đặc biệt đâu. Bài nào thích quan tâm tới lời bài hát thì có thể xem thôi. Và cuối cùng là danh sách những thành viên đã tham gia thực hiện. Quyển này chỉ có vậy thôi. Thứ hai là để xem, cũng là phiếu của campaign á. Cái campaign mà hồi nãy chung với kia á, đây là tờ A với kia là tờ B á, hai tờ ghép mã code lại thì có thể đăng ký và nhận thêm những phần quà phụ. Rồi đây là cũng là code của cửa hàng K-Anime nè. Cái này không phải code, cái này là tờ quảng cáo thôi. Tờ code đây, đây là tờ quảng cáo. Cái này họ thiết kế như buổi vỡ vậy. Con lập đây là đĩa thứ hai nè và đây là đĩa thứ ba. Đĩa thứ hai là đĩa chat và son á, là những bài hát của nhân vật á, và đây là đĩa thứ ba là đĩa Blu-ray nha. Đây là đĩa Blu-ray và nó là gọi là music video collection, là nói chung là những bài hát có thêm video kèm theo thôi. Rồi đây là mặt sau. Mặt sau đĩa là cũng là nội dung của từng bài hát thôi và những người những seiyuu đã tham gia vào bài hát này. Rồi, mình coi cái thứ hai là stand đi tặng kèm. Rồi, mình sẽ mở nó ra nha. Đây là cái đĩa nè. Đây là cái mặt đầu tiên, đây là cái mặt thứ hai. Và một tờ giấy ghi những chú ý khi sử dụng thôi. Đây là tờ giấy ghi những chú ý khi sử dụng thôi. Rồi, mình sẽ lắp luôn nha.
tí nữa phải dọn mấy này cũng mệt lắm á. Mọi cái đều có bọc giấy kín kỹ càng để chống trầy các thứ. Rồi, mình sẽ lắp luôn nha. Đây là mình lắp cái sau trước đi. Đây. Rồi, và mình lắp phần phía trước. Hết rồi đó. Nó sẽ trông như thế này. Y chang cái phần bìa luôn nha. Rồi. Rồi. Mình sẽ để nó sang một bên. Rồi tiếp theo là gì đây? Phía dưới còn một lớp nữa. Rồi, đây là hộp đựng huy hiệu á, huy hiệu kỷ niệm á, thì hình vẽ trên huy hiệu cũng là hình vẽ của năm người trong bộ váy cưới trong anh cái bìa của cái em này, thì mình sẽ khui nó ra nha. Ở đây có một cái băng keo. À, bên này cũng có một lớp băng keo nữa, hai lớp dán hai bên lận. Đây, đây cái hộp nhựa để chống chày nè. Đây, đây là huy hiệu thôi. Này là một cái giấy để cho đẹp thôi, và chúng ta có những cái huy hiệu. Đó, thì thực ra thì mình cũng không phải là dân sưu tập huy hiệu đâu, mình chỉ kiểu là có thì vui còn không thôi, mình không phải là dân sưu tập huy hiệu cho nên là phần huy hiệu này mình sẽ không khui ra nha, mình để yên trong này luôn. Huy hiệu thì mình nghĩ nhiều bạn cũng có rồi cho nên là cũng không có gì để mà phải khui ra cả. Sao khó nhét lại ta. Rồi. Ok. Rồi, đây là hộp đựng huy hiệu nha. Năm huy hiệu. Và lớp còn lớp nữa, lớp cuối cùng. Lớp cuối cùng ta có gì đây? Đây là interview book. Nói chung thì mình nghĩ nội dung là những bài cuộc phỏng vấn này, này nọ thôi. Chúng ta có đây là một lục nè. Thì có những phỏng vấn về của những caster là những người, diễn viên lồng tiếng á. Rồi của những phần phụ khác và những người đã tham gia sản xuất nhạc và bên nhà sản xuất luôn, những người như kiểu công ty sản xuất luôn á, thì mình sẽ lật sơ sơ nội dung thôi nha, mình không có lật kỹ được đâu, nhiều trang quá. Đây phần những phần phỏng vấn của Ichika nè, đây là Nino nè. Nó là Seiyu của họ, Kana rồi Ayana rồi Miku rồi Ayane với Inori á. Còn lại thì tổ chữ và một hình ảnh họa thôi và những phần phỏng vấn khác, nói chung thì rất là dài. Cảm nha. Thì đó là nội dung của cái quyển interview book. Rồi. Tiếp theo chúng ta có gì? Chúng ta có jacket art book. Jacket art book. Cái này chắc lớp cuối cùng rồi. Ừ đúng rồi. Thách nha. Đây là lớp cuối cùng của cái hộp này rồi. Thì mình để luôn hộp sang bên đây. Đây, chúng ta có jacket artbook. Là gì đây?
À, là những cái là quyển tập mà tổng hợp lại những cái ảnh mà của từng album á. Đây, những bài hát ngày xưa nè. Đây, Gotobino Kimochi nè. Đây là gì đây? Chapter Song. Đây là Gotobino. À, cái bài này, bài này gì đấy? Max Remix, một album khác, mình không biết. Đây, Gotobin. Gotobino Katachi. Rồi, vẫn là Chapter Song. Rồi. Gì đây? Minamikaze. Nói chung là những cái album đĩa mà ngày xưa đó từng làm á. Đây của Movie nè. Đây là của cái phần mà Giáp làm năm ngoái. Và đây là của phần cái đĩa ngày hôm nay. Rồi, đó là gọi là Jacket Art Album. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tới quà. Đây là quà của cửa hàng Gamer, là cửa hàng của cái bộ đĩa Gotobin Ego nãy mình mới mua luôn á, mình mới khui luôn á. Thì cửa hàng này luôn có cái đặc biệt là họ luôn có tranh treo tường, ừ, hai tranh treo tường kích thước A3 y chang nhau. Cửa hàng này luôn tặng quà là tranh treo tường nha. Bạn nào thích tranh treo tường thì có thể đặt ở cửa hàng này. Mỗi cửa hàng họ luôn có những cái món quà mà nhiều đợt nó như nhau á. Thì mình luôn thích những cái tranh treo tường như này. Rồi. Tranh treo tường. Tiếp theo là gì đây? Theo là phần quà khác của họ nè. Đầu tiên là sticker. Thì sticker này là hình dáng thôi. Hình dáng của mấy cái bộ đĩa ngày xưa từng làm á thì có 5 cái. Ai đặt sớm thì sẽ có được tặng bộ sticker này. Rồi, thứ hai là postcard. Đây, postcard. Nó không thú vị nha, mình không khui ra nha. Để gì luôn đi. Rồi, thứ ba là standee. Đây là cái bài Kimi Datta, là bài mà một trong năm sự kiện chính mà hồi xưa họ thông báo đó. Đầu tiên là những cái event này các thứ đó, thì đây là sự kiện thứ ba đó, sự kiện lớn thứ ba. Sự kiện lớn đầu tiên là như là triển lãm. Sự kiện lớn thứ hai là cái gì quên tiêu rồi. Chuyện lớn thứ hai như là cái event ở Yoko Arena. Đây là cái thứ ba nè. Thứ ba là cái bài hát này. Thứ tư là Line Novel do Negi tham gia. Và thứ năm là cái phần anime mới đó, phần tuần nhân mật đó. Thì đó là năm sự kiện chính đó. Thì đây là cái bài hát trong sự kiện thứ ba nè. Rồi, ghép lại như thế này. Ok. Rồi,
Mình đã khui xong tất cả những thứ mà ngày hôm nay có rồi đó. Thì điểm lại xem, lại xem hôm nay chúng ta có gì nha. Rồi đầu tiên là trong cái này, trong cái hộp quà, trong cái hộp đĩa kỷ niệm 5 năm á, chúng ta có interview book, là những cái phần bình luận của những người đã tham gia vào những vào cái bộ này. Thứ hai là jacket art book, là phần những cái là tổng hợp ảnh từ những cái bìa đĩa ngày xưa tới giờ á. Theo là rồi cái hộp đẹp, hộp hoặc hộp xét huy hiệu, theo là cái gì nhỉ, đĩa đây, đĩa đĩa my god. Rồi cuối cùng là cái ô này, là cái standee nãy mình mới khui đây nè. Rồi cái lớp ấy rồi đây, cái bọc đựng nên đi mình để ở đây đi, sau này biết đâu cất thì có mà xài. Khui Sandy nên giữ lại những cái bọt kiến này nha, sau này có cất thì có cái mà đựng nó đỡ chày. Rồi cuối cùng là cái ngoài cùng nè, đẩy nắp lại. Ok. Đây là cái hộp chính của cái bộ đĩa này nha. Rồi. Và những phần quà tặng kèm: sticker, postcard, standee và tranh treo tường. Ok. Đó là toàn bộ những thứ nằm trong cái bộ đĩa kỷ niệm 5 năm anh em phát sóng, bộ đĩa nhạc kỷ niệm 5 năm anh em phát sóng. Rồi đây là bộ đĩa Gotobin Ego, gồm có hộp đĩa mini CKC và tranh treo tường. Rồi đó là tất cả những thứ mà mình đã khui ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.